Alo. Dạ con nghe cô. Mày có nghe tin động trời gì chưa? Dạ tin gì mà động trời vậy cô? Thằng Tú nó về nước rồi. Nó về được mười mấy ngày nay. Nó đang ở dưới Bình Minh đó. Cái gì? Tú về nước hả cô? Tú về để làm gì cô biết không? Về để cưới vợ. Cưới mà cưới ai vậy cô? Nó cưới con Lan, con bà Ba Hường. Con Lan. Chết rồi. Chuyện này là loạn luân quá mà. Tại vì đúng gia dế là con Lan á, nó phải kêu thằng Tú bằng cậu. Chưa hết ba đời mà. Thiệt á là bậy bạ hết sức. Tao nghe mà bủn rủn tay chân. Chịu không nổi à. Không ngờ em lại tìm cách trả thù chị bằng cách này. Trời ơi, dòng họ, muôn đời vẫn là dòng họ. Chưa quá ba đời mà làm sao ăn ở với nhau được hai em? Cách trả thù ngọt ngào quá. Mà sao tao thấy cũng ngộ ha. Cái chuyện gì ở dưới này á, mình giấu muốn chết. Mà trên đó hả, nó biết không sót chuyện gì luôn á. Chà, miệng đời có giấu được cái chuyện gì đâu. Mà bà Miên bà ghê gớm lắm. Bà cài anten ở dưới đây nè. Bà canh mê cha Tú mấy chục năm nay rồi. Vì cũng thấy hả, từ ngày chia tay ba của con Mai Thu ra, bà có lấy ai đâu. Chứng tỏ là bà còn thương cha Tú dữ lắm. Mà không biết là còn ai biết thêm chuyện này nữa không ta. Ê, mày có chắc là mày tóm được áo thằng Tú không? Chứ, chắc 100%. Hôm bữa tôi lấy cái mác trưởng phòng kế toán, tôi đi qua Mỹ, tôi cài chả, tôi cho anh chả uống say thiệt là say. Xong ngủ một đêm sáng dậy tôi khóc bù lu bù lo. Tôi kêu chả phá nát đời con gái của tôi. Giờ sao? Phải cưới thôi. Trời, đúng không? Thôi mày ác quá nha con quỷ. Bà nói ai ác? Không ác. Vậy lỡ rồi phải không? Lỡ rồi thì cưới luôn đi. Thì phải cưới chứ sao. Nhưng mà tao sợ nha. Tại dòng họ nhà mình đông quá. Bây giờ mà mỗi người mà nó ra nó vô một câu là cũng chết. Ê, mà tôi nói bà nghe, tôi dặn nghe chưa. Sống để bụng chết mang theo nghe chưa. Biết rồi. Biết thì tốt. Mày thấy cha Tú đâu không? À, nó ra cái cầu rồi. Nó ngoài đó đó. Ngồi ngoài cổng ấy hả? À. Đây làm gì vậy? Làm gì mà em gọi không nghe? Vô nhà đi. Bên này nắng lắm. Đi. Làm giống như là quan tâm tới người ta dữ lắm gì đó. Chứ không phải anh ra đây là nhớ bà Miên hả? Nhớ cái bà nhà văn, bà chị á. Phải không? Nói câu nào dễ nghe hơn được không? Được. Không phải nhớ bà Miên á, thì là nhớ mấy cô bồ nhí ở bên Mỹ. Chưa vợ chưa con thì phải chắc có hàng tá gửi bên Mỹ đúng không? Chứ trong lòng của anh á đâu có con Lan này đâu. Nè, để cho tôi yên tĩnh một xíu được không?
Anh tính chơi bài đuổi hả? Đuổi đúng không? Phải đuổi không? Tôi sẽ cưới em, tôi sẽ bù đắp cho em. Tại em ghen chứ bộ. Phụ nữ ai yêu mà không ghen. Với lại em nói nè, mai mốt á, trong lòng của anh là chỉ có được mình ơn em thôi đó nha. Ghen. Tại tôi phóng lao rồi, tôi phải theo lao thôi. Đây là trước nhà tờ họ, không nên làm như vậy. Mệt quá à. Em với anh khác họ, đâu có chung họ đâu. Anh họ Nguyễn, em họ Đỗ, có gì đâu mà anh mất cỡ. Với lại họ họ gì mà thờ họ, mình sắp cưới nhau rồi mà, đúng không? Ngọt quá à. Anh làm gì anh hèn như vậy? Nè, ba ngày thì mất cỡ, đi mở quên về, đúng không? Nè, anh đang ngồi trên đống lửa à, em còn giỡn được sao? Giỡn gì, em không có giỡn. Em với anh sắp cưới nhau rồi, anh đừng có vậy nữa. Được rồi. Bây giờ đi vô nhà trước đi, chút nữa tôi vô, được không? Chút nữa vô đúng không? Ừ. Hứa nha. Ừ. Em vô trước á. Ừ. Đu liền đó nha. Đu liền đó. Ủa mà đi đâu mà tự nhiên quải đồ vậy? Tú nhớ Miên, hẹn Miên ra đây được không? Nó xạo quá, nhìn điệu bộ thì nghi lắm nè. Tú nhớ Miên thiệt mà, nên mới hẹn Miên ra đây nè. Nhớ xong vô nhà thờ họ kìa, biết Miên ở trong đó mà, còn hẹn ra đây làm chi? Biết cái gì trong này không? Lại nhách quá. Trong đó là gì? Không cần biết. Rồi đi. Cô tức cộm vậy? Cái gì vậy? Giang. Giang. Thôi. Thôi sao nhiều vậy? Giang ở đâu ra mà nhiều vậy? Giang của ngoại Tú, cậu Năm gửi cho ông ngoại. Ủa, vàng của ông nội mà sao tự nhiên mang đi tùm lum vậy? Rồi ông nội biết không? Không, ông ngoại không biết. Là sao? Ông ngoại biết là chặt cục tay Tú rồi, Tú ăn cắp. Trời ơi, đừng có la lớn, kể cho Miên, Miên đừng có la lớn. Sao tự nhiên Tú gán vậy? Giảm được cắp vàng của nội luôn. Nhưng mà vàng này là của bác Năm mà. Tú biết, Tú biết, đừng có la lớn. Mới có tuần này tuổi thôi mà xài gì mà lấy vàng nhiều vậy? Miên à, ông nội của Miên là ông ngoại của Tú đúng không? Miên, hỏi gì lặng nhắc vậy? Dĩ nhiên rồi. Thì Tú không thích vậy. Tú không thích Miên là chị của Tú. Tú lớn hơn Miên một tuổi, kêu Tú bằng anh đi. Không hả? Anh gì mà anh, quên rồi hả? Má của Tú là cô thứ 13, ba của Miên là thứ 9. Má của Tú là em gái của ba Miên, thì làm sao mà hả gọi Tú bằng anh được? Gia nào gia ra giai đó chứ. Thôi, dẹp vào chuyện đó đi. Tú hỏi Miên một câu, Miên phải trả lời thật lòng nha. Hỏi gì hỏi lẹ đi. Không thôi đứng ngoài đây bị người lớn la bây giờ. Hỏi gì? Câu hỏi thứ nhất. Ủa gì kỳ vậy? Sao nó hỏi một câu thôi mà tự nhiên có thứ nhất, thứ hai nữa hả? Trời, lắm lời quá. Thì hỏi lẹ đi. Nhanh lên, người lớn thấy người lớn la bây giờ. Miên có thương Tú không? Thương chứ. Không phải cái đó. Không phải là thương kiểu chị em này kia. Không hả? Tú lớn hơn Miên một tuổi. Nhà có mấy anh em à, không thương thì còn yêu thương ai vô đây nữa? Tú muốn hỏi là Miên có thương mến Tú không?
Có chứ. Trong nhà ha, Miên thương Tú nhiều hơn các anh con của bác ba, rồi anh ba lúa. Gì? Bỏ qua cứ thương nó đi. Nó tóm gọn lại là Miên là người thương Tú nhất đúng không? Ừ. Thì Miên có dám bỏ đi với Tú không? Không hả? Trời, Tú hôm nay sao vậy? Ăn nói không đầu không đuôi gì hết trơn á. Tú chuẩn bị kỹ rồi, thì không có bỏ đi. Tú đã chuẩn bị kỹ. Tụi mình sẽ trốn ra nước ngoài. Đầu tiên là Thái Lan, Campuchia. Sau đó mình sẽ tìm cách đi Mỹ một phút. Trời ơi, sao Tú gan dữ vậy? Mà đi bằng cách nào? Bây giờ trả lời có đi hay không nữa hỏi ngược lại. Không, khùng ha đi. Tự nhiên khi không mới bỏ trốn. Mà bỏ trốn đi đâu? Bộ tưởng dễ đi lắm hả? Ai nói bỏ trốn là dễ đâu. Người ta bỏ trốn ra nước ngoài thì vì chính trị. Còn Tú và Miên bỏ trốn ra nước ngoài là vì chạy trốn nguồn gốc. Tại sao phải chạy trốn nguồn gốc? Chú đang nói gì vậy? Wow. Bây giờ trả lời thẳng một câu là có đi với Tú hay không? Không. Khùng hả bỏ đi. Tự nhiên khi không đi bỏ trốn. Bộ tưởng dễ đi lắm hả? Tú yêu Miên, Miên đi với Tú. Trời đất ơi, khùng quá. Hôm nay sao vậy? Ăn nói không có câu nào tỉnh táo hết trơn á. Tao mệt quá. Đứng đây, bình tâm lại đi. Suy nghĩ lại những gì mà mình làm, mình nghĩ. Còn Miên hả? Miên đi vô. Đứng đây hả? Chết chùm cả lũ luôn á. Miên, Miên. Miên, 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 đi, đi lẹ đi. Miên, được ta la bây giờ. Miên. Bộ mẹ đang trốn ai hả? Trốn ai? Còn khóa cửa cẩn thận chưa đó? Dạ rồi. Chị có muốn gọi gì không hả? Hai ly xin tố dâu, cảm ơn. Một mình uống hai ly luôn? Đâu có, con gọi cho mẹ. Chứ giờ mẹ uống cà phê, chút nữa sao ngủ. Lâu ngủ ít chút có sao? Bình thường chắc ngủ nhiều quá ha. Mà mẹ có chuyện gì buồn hả? Buồn đâu, hoang tưởng. Con nói thiệt nha, mẹ mà buồn chuyện của cậu Tú là mẹ dở ẹt à. Hay dở gì đây? Chẳng qua là mẹ đang nhớ lại ký ức hồi xưa thôi. Vậy hả? Vậy mẹ kể con nghe đi. À, có gì đâu kể. Với lại mẹ cũng muốn quên. Vậy thì mẹ quên đi. Cố quên luôn. Lý sự quá à. Xin mời hai chị dùng ạ. Cảm ơn. Chị luôn. Dạ. Nay em bao, em mời chị uống. Vô em. Chưa. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Sao không ở lại đây đi? Đi đâu? Đi qua Cần Thơ. Qua Cần Thơ làm cái gì? Đi qua đó kiếm rượu uống rồi ngủ bên đó luôn. Thôi vậy... Mặt mũi gì sao ở đây được? Không 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 không, không. Cho tôi đi theo. Tôi không chịu đâu. Dắt tôi theo đi. Không đi gì hết. Buông ra. Nè Thu. Thu. Tại sao không dắt tôi theo? Phải từ từ. Từ từ hết nè chứ. Tự nhiên kéo tôi lại làm gì vậy? Tao giận mày sao? Con gái phải thùy mị, phải nết na như Út nè con. Trời ơi,
Đổi ngược lại là bà đi, coi bà ghen không? Ghen chứ. Nhưng mà phải đợi con cá của mình đó, nó cắn câu thật là chắc, hiểu không? Mày biết tính Tú mà, mày làm quá nó đi luôn. Rồi khỏi làm cô dâu nghe con. Thôi nghe lời tao, vô trong nhà ăn cơm đi, rồi bình tâm suy nghĩ coi là mình phải tìm cách nào để không cho con mẹ Miên qua đi phá cái đám cưới. Tin được không? Tin tao đi. Trời ơi, không có chồng nhưng mà kinh nghiệm nhiều lắm. Ờ, hay quá. Ô, chanh ra. Nè, ba cái đồ quỷ đó nha, suốt ngày chở đi sửa, tốn biết bao nhiêu là tiền rồi đó. Bữa nào nha, tôi điên lên á, tôi đạp nó rớt xuống hồ à. Nhà này là nhà thờ họ, ai có dòng họ cứ ở, còn nhắm ở không được á, cứ cuốn gói mà đi. Cái đồ cha già vô duyên. Thôi, vô. Ờ, xin lỗi, phải Miên không? Dạ đúng rồi, Miên đây. Lơ nè. Anh là Lơ. Đúng rồi. Trời đất ơi, Miên ở ngoài trẻ đẹp hơn trong hình nhiều lắm. Xém chút nữa là Lơ không nhận ra luôn á. Không có đâu, nhiều tuổi lắm rồi. Thiệt, trẻ đẹp lắm. Mình gọi đây nói chuyện không có tiền lắm ha. Hay là mình đi cà phê nha. Thì giống như giao ước mình trên điện thoại đó, đi cà phê, lời mời nha. Mời Miên. Tên cúng cơm của tao vậy đó. Cái gì khó vậy? Tao qua kiếm chuyện sao? Khấn vái ông bà tổ tiên, con là Út Minh, con gái của Nam Dấn. Không hiểu sao hôm nay lòng dạ của con ngổn ngang quá, không biết có ai cào xới bới móc mồ mả nhà mình hay không á, mà sao sự đời nhiễu nhương, nghĩ mà thiệt đau lòng. Ủa, cô Út khấn cái gì kỳ cục vậy? Ai động mồ động mả nhà mình đâu? Không ai động mồ động mã đó, sao mà xảy ra chuyện loạn luân được hả? Chuyện gì? Làm chứ có chuyện gì? Nè, tụi bây đừng có tưởng là tao không biết nha. Giấy có bao giờ gói được lửa không hả? Trời ơi, cô nói gì khó nghe vậy trời? Tao nói thì tụi bây nói khó nghe, nhưng mà hai chị em tụi bây làm chuyện kinh thiên động địa, cả cái chợ Bình Minh ai mà không biết. Ai người ta nghe xong cũng hết hồn hết vía. Cái gì vậy? Chị em nhà tôi làm gì mà kinh thiên động địa? Chuyện gì hả? Chuyện gì á thì tụi bay làm á thì tự lương tâm tụi bay biết.
nào mà rảnh. Cô cũng tự lăn xe ra đây được hay quá hả? Tôi nghe nói cô tính dọn về đây ở hả? Ừ, nhà tao, tao cho thuê rồi. Với lại đây là nhà thờ họ, phòng còn trống thì tao chọn về ở thôi. Dọn về ở để cản cái đám cưới trời đánh này. Cô mắc gì mà cô cản? Với lại á, cái nhà này á, là ba con đứng tên mà. Mày á, bớt hổn đi. Tao không cần biết á, là ai đứng tên. Nhưng nhà này á, nhà của dòng họ dành cho con cháu về ở. Ai xa cơ thất thế á, cũng đều về đây ở được hết trơn á. Trời ơi, cô mà xa cơ thất thế cái gì? Nhà có mấy căn cho thuê hết. Con cái thì thành đạt, có mấy cái đại lý xe Honda, xa xa chỗ nào. Không, không được. Tụi bay im đi, bớt nói. Hổn láo à, tụi bay nghĩ tụi bay là ai? Tao á, dọn về đây rồi. Tụi nhỏ nó đang đem đồ vô. Cái phòng thời con gái của tao còn trống đúng không? Cô không được về đây ở. Im đi, tụi bay là con cháu, bớt hỗn hào lại. Tao muốn ở đâu thì tao ở. Đến phiên tụi bay lên tiếng sao? Nè, lấy tiền á, đi ra chợ á, rồi coi nấu gì ngon ăn đi. Sẵn tiện á, kêu thằng Tú á về đây ăn cơm với tao. Bất ngờ lắm nha. Bất ngờ gì? Miền trông trẻ đẹp lắm luôn á. Miền mà không nói á là Lờ không có biết Miền có con gái lớn gì đâu. Thiệt không? Thiệt chứ, Lờ không biết nói xạo đâu. Công nhận, người ta là nghệ sĩ có gì đó hay hay. Thôi đi, Lờ đừng có xạo nha. Miên lớn tuổi rồi đó, mà Lơ chở Miên đi vậy á, bộ Lơ không thấy ngượng hả? Lơ đâu thấy gì ngượng đâu, Lơ thấy bình thường mà, giống như trai gái thôi. Thiệt hả? Ừ. Lơ không biết lấy lòng người khác đâu. Dân miền Tây có sao nói vậy nha. Lơ làm nghề gì vậy? Mình nói chuyện với nhau trên Zalo cũng chưa có rõ lắm. Lơ hả? Lơ làm lính thôi. Suốt ngày Lơ ngoài công trường, đất đá bụi bặm. Còn ở nhà thì Lơ ở với lại mẹ và em gái. Lơ cũng chịu khó quá ha. Mà Lơ giỏi lắm mà nha. Lúc mà mới thi vô ngành, Lơ thi 3 môn được 2 điểm 9, 1 điểm 10, đậu thủ khoa luôn đó. Vậy là đây rất là hân hạnh được quen biết người học giỏi. Thì mình bắt tay thôi, giống như là xã giao lần đầu gặp mặt. Bàn tay của Miên đẹp quá à. Lại còn mịn màng nữa. Miên cho Lơ hôn cái nha. Tay của Miên thơm quá à. Thank you.
Lại có thêm một con kỳ đà cản mũi rồi nghe. Không biết mắc cái giống gì á. Mới sáng sớm mà bà Út Minh bà qua nhà thờ họ, bà chửi bới quá trời luôn. Mà tôi nhịn tức cành hông luôn vậy đó. Còn chị nữa, mắc cái gì ve xe đi. Để tôi với bà có mình ơn à. Tôi phải đi chợ nấu ăn cho bà. Mệt muốn chết. Là con, con Miên. Con Miên. Không nói thì ai. Khốn nạn. Biết rồi. Không nói thật thì sao bà Út Minh bà biết. Bởi vậy con Tú nó về đây cả 10 ngày trời, đâu ai hay biết gì đâu. Mua axit. Tạt mặt nó. Trời, bậy à. Mình mà làm bây giờ là cả thiên hạ nó biết là mình làm đó. Mình phải xử nhanh. Thì cũng phải xử nhanh. Chứ bất công là đám cưới con Lan nó trục trặc nữa đúng không? Từ từ tôi tính. Xử đi. Ai chửi mình chửi lại. Bậy. Nhịn. Không. Nhịn. Không có. Nhịn cho qua đám cưới rồi mình chửi lại. Bữa nay đau nhất ở đâu? Đau hết người. Thôi mệt quá. Thằng Tú đâu? Biệt tâm biệt tích mất tiêu luôn rồi. Biết ở đâu. Ê, mày qua Cần Thơ kiếm nó chưa? Kiếm gì? Trời, dì nghĩ Cần Thơ nhỏ quá ha. Rồi không biết alo hả? Tắt máy, tắt điện thoại, cấn tin không muốn trả lời. Sao gọi? Ở đó bà alo. Con Miên. Ê, hay, có khi nào nó qua nhà con Miên không? Rồi lỡ qua nhà bà Miên thì phải sao? Thì mình mua xăng đốt nhà nó. Má mày kêu đó, mày làm đi. Quán ơi, cho món gì đặc biệt ngon ngon xíu nha. Bị gắt chưa vậy? Thì nó chắc không phải là dân ở đây đâu. Con nó mặt thì chắc cũng có tiền đó. Nhìn ghét con mắt. Thôi đâu tụi bay chửi nè. Mày thích không? Thích thì chơi đi. Của em đang ngon mình buồn chứ hả? Tôi vào đây được không? Lỗi nha, tôi thích ngồi một mình. Bây giờ tôi muốn ngồi đây được không? Ông thích á thì biết. Muốn ngồi hả? Bên kia còn chỗ kìa. Hay là muốn kiếm chuyện? Nói gì à? Kiếm chuyện không? Cái gì vậy? Muốn kiếm chuyện của anh kìa. Dừng lại. Trời, cái gì vậy? Vô phòng tới kìa. Thôi, không. Trời, mấy thằng quỷ. Tối ngày nhậu nhẹt rồi kiếm chuyện. Xu tiền quay á. Anh có sao không anh? Có sao không? Không sao. Tối ngày nhậu nhẹt. Chén thiệt. Thank you.
tìm ai vậy chú? Thu con mẹ Miên phải không? Dạ. Cậu Tú nè. Cậu Tú hả? Ừ. Sao con nhìn cậu khác trong hình quá vậy? Cậu mới bị người ta đánh. Mấy người là quắc đánh cậu. Đông người đánh một, chưa chết là may. Vậy cậu có sao không cậu? Không sao đâu. Cậu mới đi trạm y tế rồi. Dạ. Tại vì con nghe nhắc về cậu nhiều mà bây giờ mới được gặp mặt. Chắc là ai nhắc, chứ đâu phải mẹ con đúng không? Cậu tới thăm hai mẹ con nè. Dạ, mà mẹ con không có ở nhà. Cậu vô nhà ngồi nha cậu. Bộ dạng cậu như vậy trông khó coi quá. Dạ không sao đâu cậu, cậu vô nhà ngồi nghỉ đi cậu. Cảm ơn con. Dạ. Dũng ơi, Dũng, ba đâu trời? Cậu ba thấy Dũng đâu không? Ai biết. Ông thấy điện thoại ông gọi cho bà giùm con đi. Sao gọi bà không được trơn á? Điện thoại nó hết pin rồi. Cục sạc nó mất rồi. Tao đưa cục sạc của tao, nó chơi cục sạc tao cùi bắp. Cô văng điện thoại nó nhà kìa. Vậy cô ba biết bà đi đâu không? Cái nhà này mày biết mà. Nó muốn đi đâu nó đi à. Nào nó về nó về. Nhiều khi nó đâu có đếm xỉa mặt tao đâu. Mà chắc nó gây lộn với cô Út Minh á. Cô Út Minh dọn về đây ở nè. Đưa tiền nó đi chợ. Rồi nó không nấu ăn không có đúng cái ý bà. Rồi bà chửi nó. Rồi nó chửi lại. Bà buồn bà đi. Nó cũng giận nó xách dép nó đi luôn. Trời ơi. Bà dì Út bà lo cho ông ăn ngày ba bữa ngập mặt. Mà cô ba không nghĩ sao ông cũng không chịu binh bà nữa. Tao ăn cơm tao có thùng tiền nha. Ngày có hai bữa à. Như bữa hôm nay nè. Tao không phải tự bỏ tiền ra tao nấu ăn nè. Chuyện nhà thì nhát. Chuyện bao đồng thì hay lắm. Gì? Cậu ba nói gì vậy? Chuyện gì chuyện bao đồng hả? Thôi, tao quên. Tao xin lỗi mày. Tao sợ mày lắm rồi. Tao không dám nói nữa đâu. Người ăn nói gì kỳ cục. Không có má mũi ruột rè gì hết trơn á. Mày vừa phải luôn nha mày. Trời đánh tránh bơ ăn nha. Hồi nãy giờ có cái hộp thịt tao sắn hoài tao sắn không được á. Vậy sắn đi. Bây giờ mày về đi. Rồi chừng nào nó về tao điện thoại cho mày hay. Nhớ đó. Mày nghỉ ăn luôn. Nó làm như má mình vậy đó. Ủa Văn đâu rồi? Miên. Còn nhớ đến người chị này sao? Tôi không bao giờ quên Miên cả. Thôi, đừng có nói những câu không thật lòng như vậy. Mà chị cũng không thích nghe những câu nói kiểu này đâu. Cả đời của Tú, làm cái gì cũng trật, làm cái gì cũng sai. Biết trật biết sai sao không sửa đi? Đâu phải ai cũng có bản lĩnh mà sửa. Nói đến mức đó thì không còn lời gì để nói nữa hết. Miên à, nếu như mà không còn sức lết về dưới á thì đi tìm khách sạn mà nghỉ qua đêm đi. Miên đuổi Tú à? Được, đuổi thì Tú đi. Tại sao chứ? Tại sao đối xử với Tú như vậy? Nửa đêm nửa hôm như vậy đuổi Tú đi à? Đừng có trách thần ai hết á. Hãy coi lại bản thân mình trước đi. Suy nghĩ lại đi. Ai mà không biết suy nghĩ. Chỉ có điều là mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà suy nghĩ đúng thì mới khó. Cuộc đời của Tú làm cái gì cũng trật cũng sai hết. Biết sai sao không biết sửa? Cậu, cậu, cậu ơi. Con đứng yên đó. Mẹ
trời đang mưa, cậu thì bệnh mà. Im đi, để cho cậu đi.